yến còn lông là hoàn toàn nguyên chất và chưa qua quá trình xử lý các chất bụi bẩn bám vào cũng như còn các lông đen nguyên thủy của tổ yến. Tổ yến xào rất bổ dưỡng và đặc biệt ngon khi tự tay làm thay vì mua các sản phẩm có sẵn trên thị trường. Shop Nhật Việt bán xỉ tổ yến xào thô nguyên tổ còn lông giá tốt buôn số lượng lớn. Mời các bạn theo dõi bài viết này nhé. Yến xào hay còn gọi là tổ yến được xem như một loại cao lương mỹ vị có hàm lượng dinh dưỡng cao rất tốt cho sức khỏe. Yến xào có nhiều thành phần dinh dưỡng vi lượng thiết yếu mà cơ thể con người không tổng hợp được, yến xào được làm từ nước bọt của các loài chim yến sống trong hang. Khi thu hoạch tổ yến rất nguy hiểm, tốn nhiều công sức để chuẩn bị và lấy được. Chim yến sống trong các hang động đá vôi xung quanh Ấn Độ Dương ở Nam và Đông Nam Á, Bắc Úc quần đảo Thái Bình Dương. Con được chủ yếu xây dựng tổ và gắn chúng vào các bức tường thẳng đứng của hang động. Tùy thuộc vào loại tổ mà người ta có thể mất 8 giờ để làm sạch 10 tổ yến, một số lợi ích của yến sao, tăng cường hệ thống miễn dịch, bất cứ khi nào bệnh nhân ung thư trải qua quá trình hóa trị thì cả tế bào tốt và xấu đều bị tiêu diệt. Một trong số những tế bào tốt đó là tế bào B một loại tế bào bạch cầu tạo ra kháng thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tật việc mất đi tế bào b khiến bệnh nhân trở nên dễ mắc phải nhiều loại bệnh yến xào có tác dụng cho phụ nữ sau sinh phụ nữ mang thai và sau sinh thường gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe như rụng tóc làn da xuống cấp để khắc phục được tình trạng này đồng thời giúp thai nhi có làn da khỏe mạnh thì phụ nữ mang thai nên ăn yến sao yến sao giúp mẹ bầu giảm rụng tóc phục hồi nhanh sau sinh ngủ ngon hơn Tuy nhiên, phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên ăn yến xào, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn top 3 đai massage giảm mỡ bụng Panasonic nhật cho vòng hai thon gọn như gái 18, giúp đôi mắt khỏe. Khoa giải phẫu thuộc Đại học Quốc gia Malaysia đã chỉ ra rằng tổ yến có tác dụng giữ cho giác mạc khỏe mạnh sau khi trải qua các tổn thương hoặc bệnh tật thông qua nghiên cứu trên những con thỏ vào năm 2011 họ tiến hành tiêm huyết thanh tổ yến vào những con thỏ, và nhận thấy ở chúng sản xuất nhiều tế bào sợi hơn những con còn lại, yến sao có lợi với hệ tiêu hóa, với trẻ em, hay những bệnh nhân mới ốm dậy thường có hệ tiêu hóa kém hơn. Yến sao là một thực phẩm dễ tiêu hóa và cung cấp nhiều dưỡng chất. Do vậy, khi sử dụng yến sao, người bệnh sẽ phục hồi nhanh hơn và cải thiện hệ tiêu hóa ưu và nhược điểm của yến xào còn lông, ưu điểm, mùi đặc trưng thơm mát, sợi yến dai nở nhiều hơn so với yến xào rút lông và yến xào tinh chế, vì chưa qua bất kỳ công đoạn xử lý nào nên đảm bảo được sự nguyên chất tuyệt đối mặc dù bạn sẽ mất nhiều thời gian để làm sạch tổ yến, tuy nhiên điều này lại giúp bạn tiết kiệm được chi phí, nhược điểm, bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian cho việc làm sạch tổ yến thô trước khi dùng để chế biến các món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình. Có những tổ yến thô còn quá nhiều lông và tạp chất bám vào việc này sẽ đến tới công đoạn nhặt lông của bạn sẽ vất vả và tốn quá nhiều thời gian chưa kể nếu chỗ tổ yến có quá nhiều chất bẩn bám vào bạn còn phải cắt bỏ làm hao hụt trọng lượng của tổ yến